cho ra cho tuồng, cho đều ra bao nhiêu năm. Bây giờ từ cái thằng nghèo khổ nhất giờ nó vượt lên, nó nhà cửa nó khang trang, ông này nhà ông không thể cho được, thế thì vô lý. Thế ông bộ đội mới đi được 5 giờ, ông này làm nhà ngất ngưỡng, ông vẫn có như là chế độ 40 triệu. Còn tôi thì chả có gì cả, tôi bảo thôi được, thôi thì mình cũng chả mong gì nhà nước cho đâu. Thế nhưng có cái là nếu mà nhà nước cho thì cũng là động viên, chả có thì nhà nước chúng tôi vẫn đủ. Nói thật với chị đấy, hôm nay thì có chị đây thì cũng tôi rất muốn tìm bản thân tôi, rất muốn tìm ông Tháp, ông Đích ở Thái Bình, tôi mong nhưng vẫn chưa tìm được. Để tìm được ông này chúng tôi sẽ tìm được cái số liệt sĩ của tôi rất nhiều. Và chính những ông này đi chôn, còn chúng tôi không đi chôn. Thằng này chỉ mỗi khi đi chôn đâu, đưa ra ngoài thôi, anh em nó đi chôn chỗ nào bây giờ do anh ấy. Thế anh người Thái Bình, tôi Anh Hóa đã trực tiếp đi rồi. Thế vừa rồi tôi cũng đi đến nhà liệt sĩ cách đây độ 20 ngày, tôi vừa đi đến nhà liệt sĩ cũng biếu bà ít tiền và con mỗi bà thì, có thì chưa tìm được con bà thì chúng tôi đi ăn cơm thì ông Hóa cũng tặng bà ít tiền, lần trước cũng tặng, rồi lần này tặng. Còn áo cho bà cụ già thì chúng tôi cũng đã tặng rồi. Năm tới là nếu mà chị về đây tôi sẽ mời cả anh và chị về tham dự anh em số 4 chúng tôi. Thế hôm nay này cũng cảm ơn hai anh chị ở đài truyền hình đến thăm gia đình tôi và cũng quay thực tế cảnh gia đình tôi. Thế này là hôm qua anh chị là tôi cũng nhắn anh em C4 anh nào còn, nhất là anh Đích, anh Tháp mà còn sống ấy, thì cố gắng liên lạc với cái ban liên lạc của C4 chúng tôi để cố gắng tìm anh em liệt sĩ đưa về. Thế còn cái thành tích thời xưa mình chỉ ôn lại thôi chứ không có gì cả. Anh hùng nữa, anh hùng rồi, chúng chả ai vượt qua anh hùng được nữa. Thế cũng thế thôi. Thế nên là thôi cũng cảm ơn anh chị. Nên là ta có lẽ nghỉ xong là ta đấy là cư. Anh có nói là các anh em của C4 về là còn 19 người. 19 người, chết một anh, vừa rồi chết rồi. Vừa này mà tổ chức nhau, vừa rồi anh Đình chết rồi. Anh Đình quản lý của anh em C4 từ đầu đuôi này chết rồi. Còn 18 người thôi. Là 18 người thôi. 18 người này là ở những cái tỉnh nào anh? Ôi giời ơi, hết được cả miền Nam, cả miền Bắc luôn. À thế ạ. À, miền Nam thì ở dưới Cà Mau, ông Hanh. Thế ở như thế là ở thành phố Hồ Chí Minh là ông thằng gì đấy nó hôm chưa gặp đấy. Thế Hải Phòng yêu muôn, Thanh Hóa thì ông Hóa. Thế ở Quảng Ninh thì ông Dung. Cho nên cái số anh em là cứ mỗi người một tỉnh, nhưng anh em khi tôi triệu tập đi viếng anh em liệt sĩ đưa về không thiếu anh nào cả. Dù nghèo đói anh em cũng đi. Tôi nói thật với chị, mình có đồng lương anh em giờ về nhà vất vả lắm. Nói thật với tâm tư chị, nhiều lúc tôi bảo Hóa mà cũng thương hại anh em thật. Về phục viên 7-8 giờ, 5 giờ đánh nhau trong Nam. Khi về phục viên mình già cả rồi. Về cái gì? Thế đi đâu xin tiền con gái hay cho? Thì còn đi làm được, già rồi, có đi ăn cỗ. Anh em tâm sự tôi, nó thật rồi. Cỗ nhiều em sợ anh cũng, em chung em không có tiền như anh nữa. Cho nên là mất tỉnh, mất bạn anh em. Nhưng mà riêng anh, trường hợp liệt sĩ anh em sẽ muốn về bằng giá nào trong em cũng đi. À, thôi thì những cái thời xưa để ôn lại thôi, chứ còn nếu mà nói về để thành tích thì nó nhiều lắm. Thừa, chứ không phải thiếu gì cả. Chỉ bảo cái quân bình với anh diệt vài 300 thằng thì cái chuyện nó, chuyện như chia đều nó quá bình thường. Nhưng biết ai diệt thì biết, người ta báo ra là đã chết từng ý người, thì cuối cùng là quân báo nó báo ra, là dân giận nó báo ra chết nhiều quá, cộng sản nó đánh chết nhiều quá, thì cái số lượng chia đầu ngừa thì chỉ vào quần thừa, nhưng ai đánh thì cũng chưa biết được. Thế là đánh thì có khi là đánh xong là thằng sau tàu trừ cũng chả biết. Cái nguyên tắc là công tôi đánh đi rồi là quay lại đánh tàu trừ, tàu thanh ấy, người ta gọi là tàu thanh đấy. Chúng tôi đánh lần nữa thì có khi là cái thằng đánh chết thì có ngốc ngoải, thằng thứ hai nó lại dính đòn, cho nên là cái số lượng nó chết rất nhiều. Cho nên là cũng không biết được. Tôi nói như là đánh công siêu bư, hôm tôi bảo là bây giờ chúng mày phải bắn hai cái nhà kia, đừng bắn cái một. Thế là anh em nó run chân thế nào, nó bắn cả hai quả B-10 vào cái nhà luôn, và nó máu mè đầy, chả biết. Mà nói thật với chị, nó chả biết đính hay là dân, bởi vì cái khu vực nó là cái nơi, cái khu tỉnh trưởng nó ở, trẻ con có, rồi vợ lính cũng có, rồi tỉnh trưởng nó ở, lính cứ nào nhà nó bắn hai quả B-10, chị bảo máu mè nhảy nhiều vào trong cái nhà. Tôi nhảy vào lên đưa vào đó, tôi giả nhiều lắm, chết nhiều lắm. Anh chị mà có điều kiện chính thức là hôm nào C4 mời, tôi sẽ mời từng chỉ, từng người giờ đánh đấy, là anh trực tiếp đánh như thế nào người ta sẽ nói. Bởi vì lúc đó tôi làm cán bộ đại đội chỉ chỉ huy chung thôi, đi vào mũi chính thôi. Thí dụ khu vực cái mũi trưởng thường đánh vào cái trung tâm điện đài, rồi thì khu vực mà thông tin, rồi chỗ quan chỉ huy thôi. Thằng Mỹ nó rất dễ, bởi vì cái này nó có cái điện đài nó báo lên rất dễ, tìm rất dễ, sở chỉ huy nó tìm rất dễ. Nó không như thằng đánh Trung Quốc này, Trung Quốc chả biết đâu chỗ chó này. Như đánh thằng Mỹ rất dễ, cái điện đài rất dễ, phát hiện ban chỉ huy rất dễ. Thế cho nên là chúng tôi thì thường mũi trưởng thì đánh sọc vào trong, xong là tạo thanh ra, thế anh em đứng rào thế thôi. Chứ còn bảo bây giờ anh em đánh như thế nào chỉ biết là như thế thôi. Thế về nhà tổng kết nhau thì biết là như vậy.
Thế đại khái nó cứ đi từ điểm A sang điểm B này, nó phải trực thăng đi ra suốt đó. Xong bắt đầu như thế là pháo nó dập dọn đường, xong lúc bây giờ nó mới đi, nó mới quên đi. Đánh dễ đánh hơn cả đấy. Để cuối cùng nó cái kiểu nó dọn đường đi. Chứ còn nói thật là nhiều cái chuyện đánh thì bây giờ nói các anh chị thông cảm, bây giờ hôm tôi cái binh đoàn Tây Nguyên tôi nó họp ở trên thì tôi phát biểu được, bây giờ anh em mình về đời thường rồi. Giờ thì chỉ nói cho nó vui thôi, cứ tròn bây giờ mà nói lại. Mà chính gia con của các anh em đây nó cũng chả cả tin. Nói thật cái sự việc. Đây tôi ông Ngôn đây nói là đi từ sáng sớm đến tối mít mới lên đỉnh núi. Giờ nói ai, đỉnh, không bao giờ nó nghe. Mà đi từ đỉnh xuống đến cuối tối mịt. Nó bảo các ông đi thế nào này, đi như thế mà ông đi ngày được bao nhiêu, làm gì thế. Đấy, tôi mới kể lại anh em mà không đứa nào nó tin, đến con anh em giờ nó không tin được. Cái thứ hai nữa là năm 70 thằng non nó lật đổ ông Siên Đúc nhá, kho tàng Campuchia mình bị trên nó lấy hết, coi như là mình như thế ngày nính ăn ngày nặng giữa gạo. Thì anh em mà bây giờ bảo ăn ngày nặng giữa gạo thì con của anh em nó có nghe được không? Nhưng mà công ăn cháo không được, ăn hồ không sống được chứ, mà công này bảo ăn nặng rưỡi gạo không sống thế nào, mà đúng thật ngày nặng rưỡi gạo. Thì cuối cùng mà đến mà nính siêu vẹo ra, chủ sống yếu rồi. Là sống đi ăn lấy măng rồi thì là đi lấy các rau cỏ ăn, rau bìm cái là rồi nó sắn, anh bảo như thế là sắn như thế là trên rừng, như cuối cùng như thế là nó vàng một nửa xanh nửa, ngắt một nửa vàng đi nửa xanh cho vào vò ra luộc, thế là bắt đầu là chấm muối ăn. Mức độ như thế mà gian khổ cái lính Tây Nguyên mà cuối cùng cũng gian nan đến mức độ đấy và đói khổ lắm, chết bệnh sốt rét nhiều lắm. Thế bà đi mà tôi bảo như thế đánh cuối cùng mà như thế là tôi chiến dịch Đắc Tô đánh Đức Cơ, bọn tôi đánh 3 tháng 10 ngày đánh Đức Cơ. Khi mà hàng rào thứ nhất, hàng rào thứ hai bắt đầu như thế này, cuối cùng bãi chán của nó thế này, nên là khi mà đào hầm là nên trinh sát là phải ngửa mặt lên này, chứ nếu mà nhỏ đầu nó bắn tung chán luôn, trong đồ nó bắn tung chán luôn. Nếu cuối cùng như thế là cuối cùng cứ đêm hôm nay đào hầm đào chiến hào, thì bắt đầu là đêm nay vào hàng rào thứ nhất, xong rồi hôm sau là phải triển khai vào hàng rào thứ hai thứ ba, là phải lớn dần vì 3 tháng 10 ngày, đến lúc mà được lệnh của Bộ Tư lệnh B3 cho nổ súng DKB DKS H12 A12 rồi thì đủ các loại cỡ pháo bắn từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, mà lại còn 3 quả mìn D định hướng 35 cân nữa, ghét như thế là sạch sẽ hết cả hàng rào đây. Mà thêm cuối cùng khi bộ binh vào mà cuối cùng như thế là còn đến đúng sáng mới lấy được đồn của nó, đúng đến sáng mới lấy được đồn nó, mà kinh khủng luôn. Đạn nó bắn nơi dưới hầm rồi nó lên bắn chiêu xé này kinh khủng, mà lúc chúng tôi VF nó khổ lắm, cứ nính ở trong đấy là coi anh đào hầm như một ngày tiêu chuẩn có 1 bi đông nước thôi, 1 bi đông nước. Cứ 3 vắt cơm mà đến 8 giờ tối bắt đầu bên này các bộ vận tải bắt đầu người ta lại chuyển nước, chuyển cơm, mà cứ ngày 3-5 cơm đấy, và 1 bi đông nước chia ra cho mà uống. Anh nào uống tham thì là coi như hết là nhịn. Thế rồi cuối cùng gian nan nữa. Về 3 tháng 10 ngày thêm cuối cùng bọn tôi đánh Đức Cơ đấy. Đánh đến lúc như thế mà cuối cùng mới dứt điểm là cái Đức Cơ. Kinh khủng luôn. Anh cho em hỏi cái trận Ba Xoài ấy, thì em nghĩ nó là một cái loại gọi là chiến công vang dội đấy, thì là nó diễn ra vào cái thời điểm nào anh có nhớ? Đầu năm 70, tôi nhớ là chúng tôi vượt, chúng tôi ăn Tết ở bên núi Sôm xong vượt sang là được 3-4 ngày thu đánh, tức là vào tháng 2 dương gì đấy. Cái Ba Xoài này nó thuộc cái địa phương nào anh? Ba Xoài nó thuộc An Giang. An Giang. Lúc đó đánh Ba Xoài phải nói là lúc đó là mình đánh này, là một là lúc đó là nếu mà nói của tỉnh của An Giang lúc đó cái thằng này là thằng ác ôn nhất mà nó khét tiếng nhất, nó là cái đội biệt kích, lúc đó cái sư 9 nó chưa xuống bao giờ, sau này cái trường sư 9 nó biết sư ngụy sư 1 xuống này, nó bảo nó dàn quân nó xuống như này, sư 1 nó theo sư 9 theo sư 1 thôi. Thì lúc đó cái bằng thằng Ba Xoài là một trong những thằng là ác ôn nhất. Tại sao mà cái tiểu đoàn 8 nó đánh cái núi Két, nếu chị nên đánh núi Két không giữ được, bởi vì chính cái lính Ba Xoài nó lên, sau này cái toàn là lính Châu Điên nó lên nó đánh, không cha không bố, toàn lính Campuchia nó nhỏ như thế này, nhưng chính là biệt kích Ba Xoài nó đánh bại cho thằng tiểu đoàn 8 giữ được có 3-4 ngày ở trên cái núi Két thôi. Thế nếu mà chị vào trong cái này có mấy cái này đứng ở núi Két, chị nhìn toàn bộ kinh kinh tế, cái thằng này nó có khả năng nó chỉ huy toàn bộ cái trận địa pháo ở nước đất chúng tôi đánh đấy,
nó chỉ huy bắn từ bên này sang mũi xung và dọc kênh mũi tên hết. Đấy cho nên là cái mũi kép là một trong địa điểm rất quan trọng. Thời kỳ đánh mũi kép ấy, là chính là tôi đi chuẩn bị, nếu mà chị vào bây giờ tôi cũng như quá rồi chả nhớ. Lúc đó tôi có nhiệm vụ đi chuẩn bị đánh một cái đồn nô cốt, nói nó cũng một cái đồn bảo an, lúc đó là nó ở ngay cái trận. Để có nhiệm vụ của C4 là đánh xong đó là giao cho bộ binh nó chẹt chỗ nó không có bộ binh nó tiếp cận đến cái chỗ nó kết, chị hiểu chưa? Thế vì vậy là sau khi nó đánh cho tôi bảo là tôi không đánh được. Thế mấy ông bảo tại sao đánh đâu mà ngày thì nó ở trong nó cốt, đêm nó rào mẹ ra chợ mới ra bờ sông nó nằm, nếu có bảo chúng tôi đặc công đánh kiểu gì. Các ông không tin, ông bảo đâu ông, nếu ông không tin, tôi là cái thằng không sợ chết nhưng mà nói cho tôi không, ông cần tôi dẫn đi. Nếu ông cử một thằng trinh sát đi, tôi xem trinh sát sư đoàn gọi ông luôn thì đấy, ông vẫn còn ở trong này. Ông bảo anh Ngô nói đúng, chúng ông vào từ hàng dao ông sợ nó cốt đàng hoàng, như chả có thằng nào có khẩu súng trên chả thật hay giả nhưng mà chĩa trên đỉnh nó cốt. Thế còn lính nó chả thằng nào nó đâu vẫn nằm trong ẻ hẻm mãi trong chợ. Thế cho nên là nếu mà bộ binh nếu đặc công đánh mà đấy không đánh được, mà vì nó ra ngoài lấy đâu mà đánh được. Thế còn nó ba xoài là một trong những khét tiếng nhất đấy chị, lúc ấy nó vùng ấy. Thứ hai là nếu mà nói cái trường mà to nhất cũng là trường huấn luyện Quang Trung, hay là mình gọi là cái Vĩnh Trung, là nó trên dưới hơn 1 vạn lính huấn luyện khu vực mình. Bây giờ là cái hình như bây giờ là 305 hay 3 bao nhiêu nó ở đấy, sư đoàn ấy nó ở đấy. Đấy cái thời xưa là cái trường huấn luyện của cái toàn miền Tây Nam Bộ nó đứng không đấy, nó trên dưới hơn 1 vạn. Cái trận núi đất ấy là có phải là mình có 8 người mà mình bắt 41 tên không? 8 người là trên núi dài. À, núi già chứ không phải bắt hôm ấy có bắt được thằng nào đâu. Ngay cái thằng Mỹ cái anh về anh tả lại tôi thì không nhưng mà cái anh còn sống anh bảo là anh ngồi mẹ cái thằng Mỹ nó ngủ ghê thật, mẹ ba thằng nó ngủ với nhau, thế mà em ném quả thủ pháo này nó có dậy đâu, nó còn hất hất xuống em vội vàng năn xuống nó lỗ xong cuối cùng làm nó kêu rung giống ồ mẹ sao em bảo đem phải cho quả nữa vào. Ba cái thằng Mỹ còn chết hết. Tôi bảo thế là chính ra đánh núi đất ở chung ba xoài. Chúng tôi lúc ấy là bảo là học lúc ấy chính trị lúc tôi bảo là Mỹ rút hết rồi, tôi bảo Mỹ đéo vẫn còn nhiều lắm, tao thấy nhiều lắm toàn năm 70 mà sao rút đấy. Năm 70 nó rút bớt rồi chị, lúc ấy nó đưa Ngụy ra vòng ngoài rồi, năm 71 nó đi hết rồi. Thế là lúc năm 70 nó đưa ra vòng ngoài rồi, thế cho nên là lúc đó nó đưa cố vấn vào rồi chị, cố vấn đến cán bộ như thế là tiểu đoàn trung đoàn khu rồi. Thế là lý thuyết thì như vậy, nhưng khi mình đánh thì mình vẫn gặp Mỹ không? Lúc đó không còn đó chị, lúc ý là dân Campuchia, tôi có biết gì tiếng Campuchia đâu, tiếng Campuchia thì cứ mình có biết bao giờ có nhiều Mỹ quá thế là... tiếng là tiếng Campuchia mà dân An Giang là 80% dân Campuchia, chị hiểu không? Cái vùng ấy là cái dân ấy là 80% dân Campuchia, cái dân mình ít lắm. Thế tôi nghe tiếng Campuchia mà tôi Mỹ mà chúng phải rút này cho dân một sự khờ me. Nếu mà vẫn còn nhiều này, toàn nên tạm thấy nó nói chuyện ôn xà đây với cái rằng rằng cái gì không biết. Mẹ tôi bảo mua được Mỹ đâu, nếu mà làm chị ở trên ông nói thế nào, ông nghe tiếng Mỹ hay là tiếng Việt Nam ông tiếng này không phải tiếng Việt Nam, ông mua nó còn sống đấy, ông còn sống đấy. Thế nên là đánh thì là sau này mình biết là khờ me, dân khờ me nó đấy. Mình lưu ý là cha học gì học, nhưng mà mình đánh là mình vẫn gặp Mỹ có lúc ấy nó cố vấn ở đấy thôi, nó chỉ huy nó cố vấn nó huấn luyện đấy thôi. Đến năm 74 nó mới rút mà không, nếu chính thức 72 nó đi hết rồi, 72 nó ký hiệp định gì hết rồi chỉ còn đâu 73 ký hiệp định 72 là cắm cờ có đất mình giành đất dần dân, còn Mỹ nó đâu, mình đánh còn chị có thằng Mỹ chó nữa đâu, hết rồi. Lúc ấy 72 là lúc ấy mở chiến dịch Quang Trung mình không còn Mỹ nữa. Có 72 vẫn còn Mỹ đấy anh. Không còn đâu. Năm 72 vẫn còn đang đi cắm đất cắm cát để giành tranh chia đất đai đấy. Cắm đất thì cắm cờ. Mình thì xa đêm mình ra cắm cờ ngày nó ra nó rổ. Sau hiệp định Paris thì là 72 thì là nó rút hết, nó đưa Ngụy ra bằng ngoài rồi chứ không còn nữa. Nó không thằng Mỹ hầu như nó không tham chiến. Nó chỉ là đưa cố vấn xuống trực tiếp đến tiểu đoàn, còn từ đại đội nó không còn. Bởi vì lúc đó chúng tôi đánh nhau nhiều, chúng tôi chạm trán nhiều, nhưng mà nói thật với chị ác liệt nhất là 66 67 68. Tôi thấy cái anh 66 67 68 là toàn đánh nhau mạnh, toàn nhau Mỹ thì mà Mỹ nó cứ lấy hoàn được nó chơi mình, nó cứ bom đạn nó cứ bom đạn nó sập. Cái trận mà động nó đánh bọn tôi tiểu đoàn tôi đánh như thế, một trận đánh từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối như thế này, diệt nó như thế là mình chết mất 4 anh, mất 4 bộ đội, còn tiêu diệt của nó như thế là 2 đại đội, hai đại đội Mỹ, vâng, quánh Mỹ đấy. Như thế là thì mình nó chốt ở bên đồi về bên này, thì mình chốt bên này, đi đây là có một cái suối rất sâu mà núi vách cá đá này
thì mình nằm bên này thì cuối cùng như là để khêu chiến thì nó để nó sang đây cái đường bên này liền bên này thì mình phục đường này thì nó lại không đi đường này, đi ra để trêu chọc cho nó được cho nó sang nó đánh nhau mà thế cuối cùng là không đi đường này, bắt đầu nó vượt xuống đây. Thế nên hôm bây giờ là may có cái thằng y tá ở nhà nó đang ở trên này hầm hố đào hết ở bên này, thế nào nó đang chuẩn bị như là băng bó thuốc men để chuẩn bị đấy, thế nên bắt đầu nó thấy cứ dầm dưới bắt đầu bò lên. Và là nó báo với tiểu đoàn là quay trở lại phục lại quánh quánh như thế là cứ tầm một công quánh B-40 B-41 bắn giã chết hết, xong cuối cùng nó lại xuống lại gọi một lượt pháo dần vào quánh dần pháo rồi gọi B-52 quánh dàn luôn. Thế cuối cùng như thế là xong bắt đầu được B-52 nó gọi được cả B-52 luôn, nó gọi B-52 dần luôn. Thế thì cuối cùng như là quánh từ 8 giờ tối từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối mình thấy cuối cùng tiêu diệt của nó hai đại đội Mỹ. Thế bắt đầu cứ đánh thì bắt đầu lính mình còn cứ thế là đánh xong bắt đầu nó tuồn xuống là bắt đầu đuổi theo rút theo xong bắt đầu rút ba lô lên còn lấy ba lô lên của nó để lấy thịt hộp để mổ ra, vừa đánh nhau vừa mổ để ăn mà kinh khủng luôn. Đấy là cái đơn vị nào mà anh thể... tiểu đoàn 61 đấy, tiểu đoàn 61, nhưng mà anh nói là có 4 người thôi mà không, tiểu đoàn đấy đánh chết 4 người chết mất 4 người, tức là mình hy sinh 4 người, hy sinh 4 người, bên kia là mất 2 đại đội. Vâng, 2 đại đội. Thế sau đấy thì cái phần xong là mình đêm tối đấy là mình rút, thế xong bắt đầu hôm sau là bắt đầu nó đưa trực thăng đến, thì bắt đầu nó đưa máy bay đến nó lấy xác, thế là bắt đầu nó chất còn lại bao lô và liếc bắt đầu nó đốt hết. Nó đưa xác cái mỗi thằng nó cho vào cái túi ni lông nó bó này, nó đưa về đưa máy bay đưa về, còn ba lô liếc tất cả cái dụng cụ nó là đưa nó đốt hết, mình thì rút kệ nó làm. Đấy là đơn vị của bác đấy. Vâng, đơn vị tôi đấy, đơn vị tiểu đoàn 61 ấy. Ghê nhỉ, những cái trận như thế. Thì bây giờ nó nếu nói chiến tranh mình không thể làm được hết được những trận mà tôi nói thật ác liệt kinh người. Tôi nói các ông viết bài rồi ông ca tụng ông Thanh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đấy. Nếu mà ông Thanh sau với tôi chỉ là mấy tí. Phùng Quang Thanh, chú ấy tí. Ông đeo ba quả lựu đạn len ten thì còn ông muốn đánh hàng mấy chục trận này cũng thủ pháo co xong không cho đâu, là dám nhảy vào đồn rồi cũng đánh ông thanh chả là gì với ông tôi cả, chỉ là vé tí đấy. Nhưng mà ông bảo là có thằng nào anh hùng thì ông dựng lên được, chứ còn nếu chúng tôi lúc ý 10 thằng có thằng 9 giữa thằng 10 thì biết thằng nào anh hùng được, không bắt được thằng hai thằng anh hùng là anh hùng của anh là anh hùng đâu, cho nên là bình nhất khó cho nên chứ không phải dễ. Chiến dịch đấy nó bắt được nên anh nào được, bảo như tôi diệt ba lô cốt bắn bao nhiêu máy bay rồi bao cho đi nuôi show học thì là về giờ biết bình như nào thế địch thì nó chết như thế biết của anh nào đấy, nó khó lắm cho nên đặc công tuy thế anh bảo một tổ ba người chỉ một khẩu AK còn toàn bộ là tự pháo thôi không có gì cả, nhưng một mà, mũi rồi chỉ có hai khẩu B-40 thôi. Nhưng mà đặc công thì nó có cái khác với bộ binh tức là các anh vào là vào bí mật xong đánh xong các anh lại rút ra, tức là cái hiệu quả thì rất là cao. Nhưng mà đặc công thì bộ binh thì có thể người ta phải chống càn hay là một cái trong một cái trận đánh gọi là sát mặt nhau ấy, thì ví dụ như trường hợp của ông Phùng Quang Thanh chẳng hạn là cái chốt của ông ấy là anh em thì hy sinh rồi, ông thì bị thương, thế mà quân địch thì vẫn cứ xông lên này kia, thì nó thể hiện được cái gọi là cái hình tượng tinh thần dũng cảm, cái hình tượng tức là ông chiến đấu nhưng còn đặc công mình thì vào đánh xong rút bắt đầu nữa. Không hả, chị nhầm rồi. Tôi nói với chị nhé, đây không nhầm nói, có những tiểu đoàn nó diệt hết cả một tiểu đoàn không thằng nào ra, nó bịt cửa mở chị không ra, 7-8 hàng rào chết luôn. Vâng đấy, nhưng đấy, mà tôi nói nghe tức là chị mình nhé, thì cũng là hy đấy, sinh nhiều. Đơn vị ông Hùng này, một đại đội đấy, ban biến củi, còn đúng ba thằng ra, còn ông Hùng ra. Luôn sâu nó sẵn vậy này. Bởi vì tôi nói nha, cái thằng Mỹ nó rất ghê, nó rất bà danh. Khi nó biết mình đặc công nó đánh rồi đấy, nó dùng xe tăng, nó tìm cửa mở, nó bịt luôn. Bịt luôn cửa mở. Thế mà B-40 anh chỉ có 4 quả đó. Thế thì chị bảo bắn có quả nào trúng đâu. Nó lên rồi sức mạnh nó quá lớn rồi thì nhiều xe tăng rồi trên máy bay nó bắn nó chẹn nó cửa mở luôn. Đơn vị tôi thì ông hay đánh, ra hay đánh ấp trên nửa. Bắt súng luôn. Đánh ấp trên nửa. Không phải đơn thuần đâu. Tôi bảo sao ông Phùng Quang Thanh. Cái này là đặc công không phải là chị nói không phải chống càn không phải như thế. Chúng tôi chống càn bỏ mẹ chứ. Mà chống càn độc lập. Chị bảo năm 68 tôi đánh vào đánh ra chứ. Còn phải chém vè chém thớp mới ra được chứ không phải ra đâu. Tháng giờ mới ra nên mình đi cứ chứ. Chứ không phải như là đánh xong rút ra là một chuyện. Còn bây giờ thì ra được đến cứ là một chuyện. Đấy. Chứ không phải nói như ông Phùng Quang Thanh chúng tôi đánh xong lại rút ra ở trong dân, không ở trong dân đêm nằm ở bờ bụi nhịn đói nhịn khát ăn không phát hiện lại quánh nhau xong lại rút, thằng nào chết thì lại chôn ngay tại đấy hoặc cho ông đìa, thậm chí là cho luôn xuống đầm luôn cho mày nằm ở đấy, thậm chí là bỏ luôn,
không còn lực lượng đánh nữa. Chị bảo chém về chém thớt ra mà quan chém vào thớt thì biết này, không còn lực lượng thì có quá ít, cái hai là vũ khí thì quá thô sơ. Kể lại cái một khẩu AK có bắn giờ... có cây bắn ngược bắn xuôi thì bắn hết là thôi, thế mà không nhanh chóng mà tước được quân địch thì coi là nó cũng sốc. Thế cho nên nói ông Thanh, tôi bảo ông Thanh chả là gì với chúng ta, phải nói thật chúng ta cũng chống cản ác liệt bằng mấy ông Thanh. Ông chị bảo một đại đội đặc công mà chị bảo chém về hết hàng tháng giờ mới ra đến cứ, chị bảo quá ghê, quá khổ, ăn khổ chứ đừng nói mà ăn no, ăn khổ, thậm chí vớ được cái gì ăn ngay, thậm chí cả đất cũng chén, không có thứ gì cả, miễn sao còn sống. Tôi nhớ cái hồi đánh bên Củi của ông mà anh ơi em ho lắm, cái ông đại đội trưởng mà đây thuốc người ta đưa cho mày, bà cho mẹ hòn đất ông về, ông bảo ông này cho mẹ vào miệng, bảo mày nuốt đừng ăn bừng ở nhá, nuốt xong mà có khỏi ngò, em hết ho rồi. Đấy, mức độ như thế, nhưng mà đương hoàn lại được chiều ông về ông tả thật, nhưng mà cái thằng ý đi tôi tìm mãi vẫn chưa tìm được. Thế còn cái ông mà bây giờ còn sống ông Mo Ni Sơn mà đánh đồi xứ nút, ông vẫn còn sống đây này, ông vẫn còn sống, tôi vẫn gọi Mo Ni Sơn đốt sống đây này, của T-40 đấy, ông vẫn còn sống, ông anh luôn thế nào nhớ ra thế mà mày tao làm gì không biết mày Mo Ni Sơn, ông Mo Ni Sơn là chứ Mo Ni Sơn nó thiêu người đốt sống thì ông làm thế. Như nào anh? Hả? Như ông nào? Này thì Mo Ni Sơn sau khi ông đánh xong cái đồi siêu núc, ông làm chủ đồi siêu núc xong bắt đầu là quần áo cũng chả có, bây giờ ông ấy lấy quần áo nó gột xăng thế là bắt đầu vật nửa thì nó bén lại vào, thế cả người quay đùng 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 với quần Mo Ni Sơn ấy. Đấy, ông ấy vẫn còn sống. Thế xong rồi làm sao mà ông ấy sống được, lúc ấy có người cứu không? Vẫn có người dập được, nhưng mà ông bằng 80% người mà vẫn sống thiếu kinh nhìn. Ông vẫn còn sống này, người ở ấy là cái bộ quần áo là ông lau xăng rồi, ông lau xăng mặc vào người rồi. Thế bắt đầu là ông ấy bật nửa thì nó bén luôn, con nó vào luôn. Thế là ông cứ chạy đùng đùng như vô súng, thế là anh em nó bò xuống này, bắt đầu đánh cái đồi xin lúc là hôm ấy anh có đấy không? Tôi không, cái đội đại đội không phải của tôi mà nó gần chỗ tôi thôi. Thế bởi vì tôi mới ở bên này thì cái chỗ nhà máy đạn, tôi nhìn ra bảo thì đéo bên kia có thằng nào nó đốt hay là nó đốt lính nó chạy cứ như thế nghe chưa, lại tự thiêu nó tự thiêu anh nhìn thấy luôn, nhìn thấy luôn, đấy anh vẫn còn sống, em vẫn còn sống. Nhưng anh nhìn thấy anh ấy chạy xa không? Cứ chạy thì nóng quá, cứ chạy ninh tinh thì ông chả có còn chỗ nào, thế là lính nó vồ nó chặt nó chùm lên, bây giờ vẫn còn sống đấy, bây giờ vẫn còn, tôi gọi nó Mo Ni Sơn. Thế còn ông trung đoàn trưởng, ông chính ủy trung đoàn, ông ấy hỏi là không biết thằng Ngô nó còn sống không, thế mấy ông mà hình như anh vẫn còn sống. Mẹ cái thằng đánh nhau cũng bạt mạng rồi, nhưng có cái là không biết nó còn sống ở nhà cửa nó thế nào ấy. Thế ông nánh một câu này, những cái thằng này nó làm được thì chắc về đời thường nó chả chịu đói. Ông bây giờ vẫn còn sống chính quỷ đấy, ông người Túc đây vẫn còn bên Hà Bắc đấy, không gặp ông giờ vừa mày ta tưởng chết rồi, ta chết thế nào được, tôi thọ lắm mà. Ông người Túc đây còn chính quỷ, ông giờ thượng tá sống lúc nào chết thì biết ngay nhỉ. Đấy là chính ủy trung đoàn mới có thiếu tá đấy mà. Chết thì biết ngay. Sư trưởng lúc ông Trân có trung tá. Anh đang đi tìm anh Tháp với anh Đích ấy, thì anh Tháp có anh Đích. Vâng, thì anh có còn cái, tức là ngoài cái là ở tỉnh Thái Bình ra rồi, thì anh có còn cái thông tin gì tiếp về quê của anh không? Ví dụ huyện chẳng hạn. Huyện thì không nhớ được. Tôi chỉ nhớ là thường thường ngồi nói chuyện anh bảo là quê anh nấu canh cua có một cái loại rau ăn rất ngon. Tôi bảo thì rau gì, tôi bảo cái rau này nhà tao không có, cái gọi cái quả cái gì đấy, dọc mùng hay cái gì đấy, tôi nhớ mà anh bảo anh ngon lắm, anh ngồi là anh bao giờ về quê em nấu cho bữa canh cua mà ăn. Đó, chắc gì còn sống dần mà nấu, nhưng mà anh nó sống đấy, nhưng mà sợ cái Thái Bình nó lúc nó là anh em nó di cư vào làm ăn nhiều, đi làm kinh tế khả năng cái đất nó chật, người thưa khả năng nó đi mất. Tôi với anh Hóa đã đi hai lần, anh Hóa bây giờ giàu lắm chị, anh Hóa bây giờ lúc nào tôi chỉ cho chị. Dân Thái Bình. Đấy, anh bây giờ một cái ông là trước kia tôi nào ở đấy là văn thư, anh đánh cái trận đầu tiên xong anh bị văn thư mà nào sau này cái đại đội đủ 4 hết rồi, anh làm chính trị viên đại đội, sau này anh về bây giờ ông một cái bệnh viện của ông là 200 giường bệnh, to hơn cái tỉnh Vĩnh Phúc còn nhiều. Vĩnh Phúc cũng là gì với ông này? Đấy, thứ nhân đấy. Đấy, thứ nhân đấy, cái bệnh viện vì dân đấy. Hôm vừa rồi tôi với anh đi thăm gia đình liệt sĩ. Anh một ngày mà ông vào hôm nào và bây giờ tôi nói thật anh hôm nên đây anh em ngồi với nhau à, một ngày thí dụ như anh chi được hai, ôi nếu mà 200 em nỗi một 200 triệu một ngày em nỗ nỗ bữa mà em phải có 300 triệu em mới lãi được, chứ còn một ngày 200 triệu em nỗ mặt thôi. Thế mà ông có bốc phét bảo em nói thật anh em mấy trăm công nhân viên mà bây giờ mời bác sĩ ở Việt Đức nó về mổ một ca không phải là mấy triệu đâu. Anh nói đơn thuần vài ba chục triệu mà một ca của nó đi tìm một ekip anh mà bao nhiêu tiền, em chỉ cần tiếng nữa, thế là dân nó về thôi. Thằng Hóa giờ giàu lắm,
giàu lắm. Anh em mà liệt sĩ đưa về là ông này tài trợ hầu hết đấy chứ. Đấy, anh em C4 đi đường đi xe hết ba cổ ông cho hết. Ông bảo là chúng mày đi lên nơi thanh toán tao đưa cho tiền hết nên không phải chúng mày chỉ miễn sao chúng mày cần đi thôi. Ông tốt lắm, ông công nhận giàu lắm. Sau làm chính trị nên sau này ông thiếu tá cũng phải hưu rồi. Quảng đại. À, ông sống cũng được, ông cũng phải có tâm. Hôm nào đấy là hôm nào tôi sẽ mời anh chị lên này C4 tôi chỉ cho chị là ông này này đánh trận này, chị trực tiếp phỏng vấn này. Ông này đánh trận này, chị cứ trực tiếp phỏng vấn nó sẽ nói hết từ đầu luôn. Còn tôi thì lúc đó cán bộ nó chỉ huy chung thôi, vào hết nhưng mà mình chỉ có chung thôi, chứ còn đánh như thế nào thì do từng mũi từng tổ. Bây giờ thường thường đặc công nó đánh có 3 mũi, mũi đặc sâu và 2 mũi hai bên. Thế lúc ra đánh Tảo Thanh này còn B40 thì có một khẩu giữ cửa mở, bắn hết thì coi hết ngủ nhau luôn nhau trong hết, rủ nhau ôm nhau mà ngủ trong luôn. Đấy, cho nên cái số đặc công cái đạn này B40 của nó cơ số của nó đạn là 4 viên nhưng mà nó có 3 viên thôi, có đèo được đâu, đèo nào đèo mới một quả súng có 3 quả thì còn AK thì lộn ngược luôn thôi, có 60 viên hai băng, nếu mà mổ được thì 61 viên. Đấy, một viên lên đọc nữa thế thôi. Anh có nói là khi mà đánh nhau với Mỹ ấy, thì nó có một cái để nó khắc chế đặc công của mình, tức là nó khóa cái cửa mở của mình ấy. Thì mình bị nhiều như thế không? Mình bị nhiều trận chị, nhiều trận. Tôi nói rồi, mấy chị nhiều. Nó không rút kinh nghiệm rồi, nó mà mình tại mà... sao mình bị mà mình lại không rút kinh nghiệm? Đại khái là không, cái cửa mở mình vào bây giờ nếu mà không cẩn thận thì là lộ cửa mở là nó bịt luôn. Vì cửa mở của mình ra vào đánh đặc công thì xin nói chuyện là vào cửa mở là coi cuối cùng là toàn nhưng hàng rào đấy thì nọt chui vào chứ nếu mà căng quá thì là coi cùng là mà ấy thì bật hàng sáo sáng lên hàng loạt luôn chứ không phải là bảo không, ý của em đấy, là khi mà đã bị nó bịt cửa như thế thì chỉ có một là xe hoa rào hoa chui cho khác qua có mỗi cái kéo thì mở cửa nào cứ chui cho là mạnh chỗ nào chui. Chúng tôi thật sự có câu này, đầu thì vào được thì đuôi cũng ra được. À, cứ như thế tôi nói với chị nhé, cái thời kỳ đánh sân bay Bà Chim chị biết nó biết mình vào cửa mở, nó đều giả lên nữa, nó để nó cho vào hết em ở đánh cái loại mà chất độc hóa học ấy, bây giờ nó để cho mình vào hết mà nó phật vào, còn nó vào nó chỉ nhấc từ ngón ra chất độc không công nào thở nó lôi cổ ra hết không bắt nào nó lôi cổ từng ông một mà đánh, nhưng mà những thế chị bảo như đánh sân bay Bà Chim nó cũng trên dưới 7-8 mũi với mũi độ 12 thằng. Thì đánh cái trường huấn luyện Quang Trung cũng trên dưới 11 mũi, và 11 không đánh. Đấy, nó nói đấy, 11 mũi nó đánh. Nhưng mà hy sinh cũng nhiều. Thế cái trận Bà Chiêm đấy, sân bay Bà Chiêm ấy thì kết cục là như nào anh? Sân bay Bà Chiêm thì là chị Nghĩa này nó đánh 3 lần. 3 lần thì cái lần bây giờ là có một ông đại đội trưởng vẫn còn sống này, ông Hồng. Hồng tôi gọi là Hồng Hói hay Hồng Diệu. Ông này cứ đi đâu là Diệu với Hói đâu đi lại gọi là đại trưởng. Náo gan gì đó. Chính nào đấy đã nhìn thấy bắn 2 cái xe tăng cháy trên đường băng này đấy, nhưng mà não cũng trả được anh hùng